khẩu trang ở nhà mình được không? Hỏi chị Loan ấy. Chị Loan đã kem chưa, thấy kem? Chị đặt kem chưa chị? Chị đặt kem chưa? Chưa nghe. Hầu như khi dễ quê lắm đúng không? Hầu như khi dễ quê lắm đúng không? Đặt kem chứ gì lớn. Kêu họ nó, kêu họ đem liền luôn. Còn kem lớn không á. Nhỏ còn mấy hộp. Cô ta thì những trăng lính luôn trời. Nó trăng cũng cầm được cái kia mà. Cầm tủ cái kia. Rộng chứ. Chị lo bữa nay chứ có đeo thêm dây xu nữa. Thank you.
Trời ơi. Đánh màu đẹp đúng không?